Con gì đấy? Mèo. Con gì? Mèo. Mèo ấy. Con gọi mèo đi. Mèo 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 mèo. Mèo mèo. Mèo mèo. Đâu đưa cho bạn xem nào. Đâu giơ vào đây các bạn xem nào. À, các bạn xem con mèo nào. Ôi giời ơi. Được rồi, để anh cho bà, để anh kia cho bà. Đây, để đây bà cho làm tổ nó nhá. Ui, con cầm nhẹ thôi nhá. Cầm nhẹ thôi, cầm nhẹ thôi. Đẹp không? Mình thích không? Sợ nó làm im. Sợ nó làm im đấy. Mèo ấy. Con để xuống đây mà. Cho con đây. Con này nó khôn lắm, nó cần chạy thôi. Mèo ấy. Được rồi, để đấy. Để im. Con này khôn lắm, nó cần chạy thôi. Mèo ấy. Mèo ấy. Con này nó không đứng im đâu. Chạy ngay. Cho nên là phải sờ nhiều. Ôi giời, không bê đấy đâu. Để đây thôi mà. Ra đây. Ra đây. Đây, mang ra đây. Ôi giời, thơm mèo chứ. Ôi giời ơi. Mèo. Thơm mèo luôn, ôi giời ơi. Mèo. Mèo. Ừ, cao lắm. Đâu? Đâu? Cao lắm. Giờ cao hơn mà cao lắm. Chạy ướt hết tóc rồi. Mang đây bố xem nào. Đây, mang cho bà đây này. Con Thảo ở đây này. Đâu? Con cho vào đấy, đấy, cho vào đấy, đấy, cho vào đấy. Đấy. Cho nó chui đấy, cho chui, để mẹ cho chui đấy làm sao sờ được nó. Nó rát. Nhát nhưng mà không chui ở ngoài, chó khờ phát chết. Ui. Con nó khờ phát chết. Mang đây con ơi. Đây mà. Mang đây, mang mèo đây, thả mà. Ui giời, sao thả đây? Nhặt vào đây. Mang đây. Con bế vào đây, con bế vào đây. Mang vào đây. Nó bắt mèo kia mà. Con bé vào đây. Bé vào đây. Mang đây. À, bé vào đây. Bé vào đây rồi. Đấy. Ui giời, bạn mới bế mèo này trông. Nào, con cho xuống. Cho xuống. Rồi, được rồi, để đấy, cho nó chui vào đấy nó ở nhá. Đó, cho nó chui vào gầm ấy nó ở, không con chó nó cắn. Chui chưa? Chui rồi. Chui vào đây, đấy, chui đấy ở. Ủa, con kia chạy đâu rồi? Chui vào gầm hết rồi. Mua cái cá đấy, cho chui đấy được rồi nhá, để cho chui vào gầm ấy ở.